Ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi có mặt trong buổi lễ ký kết phân phối sản phẩm Diapet. Với vai trò là đại diện của nhãn hàng thì tôi tự tin rằng với những ưu điểm vượt trội cùng với hiệu quả đã đạt được thì viên sủi Diapet hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Sản phẩm được ra đời từ công thức của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương, một trong những người có chuyên môn cao trong nước, và sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, giữ nguyên được dược tính, giúp cho người bị bệnh tiểu đường có thể giảm được đường huyết và ngăn ngừa những biến chứng một cách hiệu quả nhất. Thay mặt cho nhãn hàng Diapet thì tôi xin được cảm ơn các đối tác nước ngoài và tất cả quý vị đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi. Hy vọng rằng Diabetes sẽ nhận được nhiều sự cổ động giống như là đón nhận từ những người bệnh tiểu đường. Xin cảm ơn ạ. Hello everyone. Xin chào các bạn, tôi là Maxine, đại diện đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm Việt Nam chất lượng đến thị trường nước ngoài. Như mọi người đã biết, căn bệnh tiểu đường có tỷ lệ cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi đã từng tiếp xúc và làm việc với nhiều nhãn hàng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tiểu đường, nhưng Diapet thực sự đã chinh phục tôi hoàn toàn với công dụng tuyệt vời của nó. Với những thành phần rõ ràng, đặc biệt là alpha lipoic acid kết hợp với các loại thảo dược tự nhiên quý từ đông y gia truyền của Việt Nam, rất an toàn và lành tính. Với bản ký kết thỏa thuận về phân phối Diapet đến thị trường nước ngoài, sản phẩm sẽ được biết đến và tạo uy tín cho chất lượng ngành thực phẩm chức năng Việt Nam, nâng cao trên thị trường quốc tế. Tôi tin rằng đây sẽ là một sự hợp tác tốt, một khởi đầu tốt đẹp để mang đến cho người bệnh tiểu đường một giải pháp điều trị hiệu quả, tác dụng lâu dài. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, ở phía trên sân khấu của chúng ta thì ông Nguyễn Xuân Đạt, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ SHB, cùng với ông Maxine, đại diện đơn vị phân phối viên sủi Diapet tại nước Đức, đang đặt bút ký kết chính thức phân phối sản phẩm này. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng chúc cho sản phẩm viên sủi Diapet ngày càng vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Xin được cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ cùng chúc cho sự hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa và chúc cho sản phẩm của chúng ta ngày càng đi xa hơn nữa đến thị trường quốc tế ạ. Xin được cảm ơn hai vị đại biểu và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị.